Lớp học tái tạo môi đã xăm bị xỉn màu chỉ 1.200.000 không phát sinh chi phí. Cái chuyên đề tiếp theo mà mình muốn đưa tới chị em là cái chuyên đề hướng dẫn cho chị em tái tạo môi đã xăm trong vòng có 30 phút thôi. Thì có nhiều bạn là nghĩ là có 30 phút thì có làm được cái vấn đề chương trình giống như mình nói hay không, nhưng mà thực chất là mình đã thử và mình đã sử dụng ha, những cái clip mình đưa lên cho mọi người xem thì 30 phút hoàn toàn có thể là giải quyết vấn đề môi đã xăm rồi bị xỉn màu, chứ không phải là 30 phút là xăm môi nha. Mọi người nghe rõ cái vấn đề này, 30 phút của mình ở đây là giải quyết những cái vấn đề đã xăm rồi nhưng mà người ta bị gặp cái tình trạng xỉn màu, sậm màu, dày màu. Thì với một cái bộ này mình đã hướng dẫn rất nhiều mà chị em có thể là chưa có nắm bắt được, chưa nắm bắt chính xác để thực hiện á, thì mình cũng mở cái chuyên đề này cho chị em. Mọi người thấy cái ca môi này là cái ca môi của một cái bạn học viên và một cái bạn học viên thực hành lẫn nhau trong lớp môi. Đây là những cái hình ảnh môi của khách trước và sau, và các bạn sẽ thấy được nhiều trường hợp môi khách là mình dùng cái phương pháp này để chỉnh sửa môi của khách hàng. Và mọi người đều thấy có nhiều cái hình ảnh rõ nét là do bên mình chụp được, có nhiều hình ảnh nó sẽ không rõ nét, là những cái hình đó là khách feedback lại cho bên mình. Nhưng hình ảnh rõ hay sáng thì mình vẫn thấy được cái kết quả môi thay đổi rất là đáng kể sau khi mà sử dụng cái phương pháp này ha mọi người. Trong cái khóa học chuyên đề này thì mình chủ yếu là hướng dẫn mọi người thực hành, chỉnh sửa các kỹ năng cho mọi người, để sau khi kết thúc khóa học mọi người về thì có thể trong 30 phút làm tốt các kỹ năng mà mình đã truyền đạt, làm cho khách một cái phương pháp nhẹ nhàng, hiệu quả, an toàn và đẹp ngay, không gây tổn thương môi cho khách hàng. Học phí của lớp này là 1.200.000. Mình sẽ tặng cho các bạn học viên một cái bộ tái tạo môi để các bạn về và các bạn thực hiện cái phương pháp này. Tặng cho các bạn thêm kỹ năng chụp hình môi sao cho nó đẹp khi mình hoàn thành tác phẩm. Trong tất cả các lớp học bên mình thì ngoài cái học phí ra thì học viên không tốn bất kỳ chi phí nào, không phát sinh chi phí nào. Thì theo độ khó của từng kỹ năng mà lớp học sẽ bị giới hạn số lượng học viên trong từng lớp để các bạn học hiệu quả hơn. Ngoài ra là sau khóa học các bạn vẫn được hỗ trợ online.